Câu hỏi tiếp theo. Ngồi thiền trong yên tĩnh có gây ra trầm cảm hay không? Vì con ngồi thiền mà gia đình con thấy con như vậy rất lo lắng. Xin thưa đó, chúng ta nên hiểu cái trầm cảm á. Trầm cảm là cái gì? Trầm cảm là một sự ức chế thuộc về mặt tinh thần. Nó mang ý nghĩa tiêu cực. Có nghĩa là chúng ta trong cái suy nghĩ của chúng ta đó không có những cái dòng tư tưởng không có những cái dòng tư tưởng tích cực, mà nó đa phần là nó những cái tư tưởng tiêu cực, thì khi đó chúng ta gọi là bị trầm cảm đó. Cho nên cái người trầm cảm họ sẽ dẫn đến những cái biểu hiện là họ thụ động, hoặc là họ có những cái khuynh hướng tự hủy hoại bản thân đó. Thì đó mới gọi là trầm cảm. Còn khi mà chúng ta hành thiền á, thì chúng ta sống bằng một cái nội tâm tích cực. Mặc dù á, nhìn cái hình thức bề ngoài, nếu như chúng ta chỉ nhìn sơ thì có vẻ là cái biểu hiện nó giống nhau. Tại vì biểu hiện là hai con người đó, hai cái kiểu người đó, là hai kiểu người sống nội tâm, ha, sống nội tâm. Nhưng mà đó, cái người trầm cảm là cái nội tâm của họ là một nội tâm tiêu cực. Còn cái người hành thiền đó, cái nội tâm của họ là một nội tâm tích cực. Cho nên hai cái đó nó khác nhau. Ha? Cũng giống như chúng ta hít thở thì chúng ta sống bằng khí oxy mà thải ra khí carbonic đó. Thì mặc dù là người ta nhìn vào thì vẫn thấy không khí là như nhau. Một bên á, là cái khí oxy, nhưng một bên á, là khí carbonic. Nhìn bề ngoài thì chúng ta thấy nó cũng là dạng khí, cũng trong suốt đó. Nhưng mà một cái đó là nó sẽ duy trì sự sống, và một cái á, nó là hủy hoại sự sống. Cho nên hai cái nó khác nhau. Thành ra là không có cần phải lo lắng ha, là cái việc ngồi thiền thì nó không có gây ra trầm cảm. Bởi vì nó khác nhau về bản chất. Cái người ngồi thiền đó, khi họ hành thiền thì họ sẽ sống tích cực hơn. Họ sẽ không bị cám dỗ bởi những cái tư tưởng tiêu cực. Họ sẽ là người sống có trách nhiệm. Nhưng mà nên nhớ là cái người để mà chúng ta có thể sống được với lại cái tâm trạng của một cái hành giả hành thiền, chúng ta phải hành một cách thường xuyên để cái thiền đó, đó nó trở thành một cái năng lực, một cái sức mạnh của chúng ta. Thì khi đó, đó chúng ta mới thể hiện ra cái nội lực của một người có tu tập. Đó là gì? Chúng ta dễ thương hơn, chúng ta ít giận hờn hơn đó. Chúng ta biết yêu thương con người hơn, chúng ta sống bao dung hơn. Nó sẽ khác khác rất là nhiều so với cái người trầm cảm. Cho nên là không có gì mà phải lo lắng ha. Nếu mà gia đình lo lắng thì nói với gia đình là hai cái việc này là bản chất hoàn toàn khác nhau. Một người trầm cảm thì cái tâm của họ, cái suy nghĩ của họ, nếu mà người nhà là người không có hiểu đạo thì nói cái suy nghĩ của một người trầm cảm là thuần túy, là hầu hết là những suy nghĩ tiêu cực. Còn một người hành thiền á, những cái suy nghĩ của họ là những suy nghĩ tích cực. Mà những cái suy nghĩ tiêu cực là giết chết con người, còn suy nghĩ tích cực là nó nuôi sống con người, nó làm cho con người trở nên tốt hơn. Cho nên là không việc gì phải lo.